Xin chào các bác đang theo dõi video của kênh Đồng Hồ Kiên Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu giới thiệu về những mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Trên tay em đây đang là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Lucien Picard, dòng máy Dufunter, một thương hiệu đồng hồ lớn và rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ này. Đó. Thương hiệu đồng hồ cao cấp. Đây là một chiếc Dufunter chạy máy cơ tự động với phần mặt sang trọng, thiết kế cọc số trải tia, có cài đá đen. Một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ, vào mặt kính mắt mèo. Vỏ bọc vàng 10K20 micron. Em này có phần núm zin logo các bác nha. Mặt đáy sẽ là đáy inox này. Và đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ này các bác nha. Mời các bác cùng ngắm này, bộ máy cơ tự động zin nguyên bản của Lucien Picard, 17 chân kính. Và để sở hữu em đồng hồ Lucien Picard này thì các bác chốt đơn cho em nha. Mã sản phẩm là I33 và giá của em đấy là 2.980.000. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn qua Zalo số điện thoại 0936 050 424, số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Cửa hàng Kiên thì sẽ có hai hình thức thanh toán cho các bác này. Một là các bác chuyển khoản hết bên em sẽ bao phí vận chuyển, và cách thứ hai là các bác có thể đặt cọc cho em 200.000 một đơn trở lên. Em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt cái phần tiền còn lại và tiền cước cho bưu tá nhé. Và đối với các bác lần đầu biết đến cửa hàng Kiên, đừng quên ấn đăng ký kênh để các bác có thể nhận được thông báo này, đón xem các video được em phát ở trên kênh một cách sớm nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.